Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm video này nói về cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra được một cái số quạt nhiều cấp bậc, có nghĩa là nó có thể tạo ra được nhiều số. Và cái cách tạo ra cái số quạt này, vì sao mà phải làm như vậy? Trên thực tế thì trên những cái bộ quạt bàn như thế này hoặc quạt cây đứng như này thì nó cũng sẽ có 3 số như thông thường. Và ở đây mình muốn nói đến là tạo ra những cái số tương tự như vậy hoặc là có thể thay thế cho những số trên cái quạt có sẵn như này. Thứ nhất đó là những cái motor mà chúng ta tìm được để chế thành những cái quạt, nhất là những cái quạt hơi nước, quạt điều hòa, mình thấy trên mạng rất là nhiều. Và những cái motor như vậy thì thường nó lại không có cái số để chúng ta bật được số 1, số 2, số 3 hay số 4. Nó chỉ có một cái cỡ mà thôi. Và nếu như mà chúng ta sử dụng cái bộ điều khiển của quạt trần thì nó lại có một cái bất tiện và nó cũng không tốt, đó chính là khi mà giảm cái tốc độ xuống thấp thì quạt nó sẽ bị kêu. Và cái điều hay nữa ở trên cái mạch điện mà mình chia sẻ ngày hôm nay đó chính là nó cho ra được nhiều cái số này, cho ra được cái tốc độ quạt chạy xuống rất là thấp mà không bị kêu. Đó, kể cả những cái quạt mà nó có số sẵn như này các bạn vẫn có thể chế bình thường. Vì những cái ngày mà nó hơi xe rét thì chúng ta có thể tạo ra được một cái số mà cho nó phe phẩy cái quạt cho thoáng thì rất là thích. Ở đây thì mình sử dụng bằng những con tụ làm những số. Mình sử dụng 2 con tụ thì nó sẽ được 3 số và 3 con tụ sẽ được 4 số, 4 con tụ sẽ được 5 số. Ở đây là cái sơ đồ mình vẽ trên giấy. Và bây giờ thì mình sẽ, trước khi mình đưa ra cái sơ đồ, mình sẽ cắm quạt này vào cho các bạn thấy nó hoạt động như thế nào. Với cái quạt này thì mình đang cho nó chạy ở cái số 3 trên cái quạt này, bật số 3. Bây giờ thì mình sẽ cắm điện. Đây là cái phích điện của cái quạt này. Bây giờ mình sẽ cắm điện. Đó, nó đang được chạy ở cái số gọi là nhỏ, nhỏ nhất so với ở đây. Thì mình chỉ tạo ra 3 số thôi. Và cái quạt này nó chạy rất là êm, cực kỳ êm. Và nó yếu hơn rất nhiều so với cái số 1 của cái quạt này. Và nếu như các bạn muốn yếu nữa thì các bạn sẽ làm tới 4 số, có nghĩa là sử dụng bằng 3 con tụ. Rất là hay. Mình nghĩ rằng cái này có thể ứng dụng, hoàn toàn ứng dụng rất là tốt. Đây, thì mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem từng cấp bậc số 1. Ở đây nó sẽ 2 con tụ sẽ được 3 số, có nghĩa là điện áp sẽ được lối tiếp qua từng con tụ. Và nó được lối qua nhiều con tụ thì cái điện áp nó sẽ giảm đi nhiều hơn, tạo ra cái tốc độ quạt chạy chậm hơn. Và chúng ta sẽ cứ từng bớt đi một con tụ thì nó sẽ cho ra một cái bậc số. Đây, mình sẽ giảm đi một tụ để cho quạt nó, đó, quạt nó đã chạy tít hơn này, tít hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cho chạy với số tít nhất. Đó, đây là 3 số. Số 3 này, số 2 này, số 1. Đó. Và nếu như các bạn muốn nó có một cái số nhỏ nữa thì chúng ta sẽ sử dụng 3 con tụ. Và bây giờ thì mình sẽ đưa ra cái sơ đồ trên giấy cho các bạn tham khảo. Đây chính là cái sơ đồ vẽ trên giấy. Ở đây thì chính là các con tụ. Và các con tụ này thì các bạn có thể lấy nó bất kỳ. Ví dụ như là 4 mi của mình, ở đây mình có 4 mi thì mình tận dụng luôn ở đây. Hoặc các bạn có thể lấy là 5 mi. Và cái điện áp chịu đựng nó là 450V AC. Đó, những cái tụ này nó cũng giống như tụ quạt thông thường. Đây, mình đã vẽ sẵn này. Với 3 con tụ này thì nó khác với 2 con này. 2 con này thì mình chỉ cho ra được là 3 số, 1, 2, 3. Và nếu như các bạn muốn tạo ra được 4 số thích hơn, có nghĩa là nhiều chế độ hơn, quạt nó sẽ chạy rất là nờ đờ, phe phẩy, không hại gì quạt. Và nó cũng rất là êm, không bị kêu giống như những cái bộ điều chỉnh tốc độ bán sẵn trên thị trường mà chạy bằng chi ắc. Nó giống như điều khiển quạt trần ấy. Thì khi mà xuống tốc độ thấp thì nó sẽ bị kêu, nhưng cái này hoàn toàn không kêu. Đó, mình đã vẽ đây.
Đây là phích cắm điện 220V vào ổ điện của chúng ta. Điện áp sẽ được đi thẳng với một chân này. Đây là một cái đầu của điện áp của cái quạt 220V 1 giây. Đáng nhẽ lý thì không có bộ này thì là cái dây này nó sẽ được nối vào đây thì quạt nó sẽ chạy. Và bây giờ thì mình sẽ không nối như vậy mà mình sẽ nối qua từng cấp bậc của ba hoàn tụ này. Có nghĩa là nối vào bây giờ nếu như điểm này mình gọi nó là điểm A, thì cái điểm A này mà được nối với số 1 nó sẽ tạo ra là một số. Điểm A nối với số 2 là 2 số. Điểm A nối với số 3 là 3 số. Và điểm A nối với số 4 là 4 số. Như vậy là nó tạo ra được 4 cái số. Và quan trọng hơn đó chính là nó tạo ra được một cái số rất là yếu để chúng ta sử dụng những trời rét hay là nhà có những người cao tuổi hoặc nhà có trẻ nhỏ. Thì chúng ta không cần phải bật đến số lớn quá, hoặc là cái số 1 của quạt bình thường nó cũng quá to so với chúng ta cần thiết ở cái nhiệt độ môi trường mà hơi se rét. Đó, đây là cái cách tạo ra cái bộ số quạt rất là độc đáo của mình mà mình mới chế ra như này. Mình nghĩ rằng trên thị trường chẳng có ai có mà cũng chưa có sơ đồ nào như vậy. Đó, ba con tụ thì tạo ra được 4 số. Có nghĩa là một số chạy trực tiếp vào quạt là số to nhất. Số mà nối với một con tụ là số được là lớn thứ hai. Nối thì cứ như vậy mà chúng ta sẽ nhân lên. Nhưng tất nhiên là không thể nhiều tụ quá 5, 6, 7 con được. Vì nhiều quá thì nó cũng sẽ không thể chạy nữa, nó quá yếu. Nên chúng ta sẽ tính làm sao mà cho nó xuống cái độ MND mà chúng ta cần thiết là được rồi. Mình nghĩ rằng là đến 4 con là rất là yếu rồi. À, 3 con. Chúng ta nên sử dụng chỉ cần 3 con thôi là được 4 số, rất là tốt rồi. Hoặc là sử dụng 2 con được 3 số như thông thường. Và đây là cái số mà chạy bằng 2 hoàn tụ, rất là yếu, quạt rất là êm, không bị kêu gằn, không có hiện tượng gì cả. Và mình nghĩ rằng những cái trời mà hơi se rét như bây giờ, khí hậu ngoài Bắc bây giờ thì nó cũng rất là phù hợp. Bật số 1 thông thường của cái quạt này nó cũng có thể gây rét, nhưng mà với những cái bộ số này thì hoàn toàn chúng ta có thể thoải mái. Đó. Và đây là cái sơ đồ cho các bạn có thể tham khảo. Với sơ đồ này thì mình chúc tất cả các bạn có thể thành công và tạo ra được một cái quạt có nhiều cái số mà các bạn có thể ưng ý. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.